Chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, để trước khi bắt đầu vào tìm hiểu bài mới thì chúng ta sẽ nhắc lại một xíu về bài cũ. Các em hãy nêu vị trí của các hình chiếu trên bảng vẽ. Hình chiếu đứng thì đặt ở góc trên bên trái bảng vẽ. Hình chiếu bằng thì nằm bên dưới hình chiếu đứng. Hình chiếu cạnh thì được đặt ở bên tay phải của hình chiếu đứng. Rồi, đây là vị trí của các hình chiếu đây. Mời các em quan sát khối vật thể sao. Và cho biết các khối này tên là gì. Đây là khối của hình lăn trụ đều. Lăn trụ đều ha. Lăn trụ đều. Khối hình hộp. Khối hình chóp. Và các khối này thì có thể gọi chung là khối đa diện. Vậy thì hình chiếu của các khối này được vẽ như thế nào thì để biết được hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đó là bài bản vẽ các khối đa diện. Mục tiêu của bài gồm có các em sẽ biết được ba khối, đó là khối hình dạng của khối hình hộp, hình lăn trụ đều và hình chóp đều. Các em sẽ biết được sự tương quan giữa hình chiếu với vật thể. Nội dung thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về khối đa diện. Đây là ba khối đa diện. Quan sát và cho biết nó được tạo thành từ các hình gì. Các em quan sát hình A nè. Hình A thì khối này được tạo thành bởi xung quanh là các hình chữ nhật. Hình B được tạo bởi xung quanh thì có ba mặt bên là ba hình chữ nhật, đấy là hình tam giác. Vậy tiếp tục lớp nhìn coi. Hình lăn trụ có tứ giác thì đấy là hai hình tứ giác và xung quanh là bốn hình chữ nhật. Tiếp tục qua hình bên đây thì có hai đáy là hai hình lục giác và xung quanh là sáu hình chữ nhật. Vậy thì nó được bao bọc bởi xung quanh có thể là hình tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác nên gọi chung là đa giác. Vậy thì khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng. Tìm hiểu về hai la mã hình hộp chữ nhật. Thế nào là hình hộp chữ nhật? Cô mời các em quan sát hình 4.2, hình hộp chữ nhật, và xác định nó được tạo thành bởi xung quanh có bao nhiêu mặt phẳng. Xung quanh là 6 mặt phẳng, là hình chữ nhật. Vậy thì hình hộp chữ nhật là hình được bao bởi 6 hình chữ nhật. Cô sẽ nói một xíu về kích thước của khối ha. Rồi thì làm sao chúng ta xác định được đâu là chiều dài, chiều rộng và chiều cao? Thì để biết được kích thước thì các em phải nhớ trục kích thước. Chúng ta sẽ nhớ trục kích thước. Theo trục OX sẽ là gọi là chiều dài. Theo trục thẳng đứng OZ thì đó là chiều cao. Theo trục OY là chiều rộng. Vậy tương ứng theo ba trục kích thước này, lớp nhìn qua cái khối vật thể nè. A tương ứng sẽ là trục chiều dài, H sẽ là trục chiều cao và B là chiều rộng. Vậy thì lớp ứng với cái phần trục kích thước ở phía trên, lớp hãy gọi cho cô 60 là chiều gì? 60 là chiều dài, 40 là chiều rộng và 70 sẽ là chiều cao. Vậy sau này đối với các khối á, khối mà hình hộp á, thì chúng ta sẽ tuân theo trục kích thước nha các em. Cái phần trục kích thước này lớp nhớ ha. Chút tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về hình chiếu của hình hộp chữ nhật. Để xác định được ba hình chiếu của hình hộp thì chúng ta sẽ chiếu nó lên ba mặt phẳng chiếu. Để có hình chiếu đứng thì chúng ta sẽ chiếu lên mặt phẳng chiếu đứng. Có hướng chiếu là từ trước tới hướng chiếu A nè. Bài 2 á nha các em. Thì các em sẽ thấy được cái hình chữ nhật màu vàng ha. Đây, hình chữ nhật màu vàng. Hình chiếu đứng có hình dạng là hình chữ nhật.
Tiếp tục, để xác định được hình chiếu bằng thì chúng ta sẽ nhìn từ trên nhìn xuống, hướng chiếu từ trên xuống. Và các em sẽ thấy được hình chữ nhật tương ứng là màu hồng. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang, hướng chiếu C từ trái sang, em sẽ thấy được hình chữ nhật có màu tím. Rồi, đây là ba hình chiếu của khối hình hộp chữ nhật. Các em sẽ nhìn được đúng không? Rồi, các em chỉ cần nhớ hướng chiếu á, thì các em sẽ nhìn ra được ba hình chiếu. Và nếu mà xác định kích thước thì chúng ta sẽ nhìn qua hình hộp chữ nhật ở hình 4.2 để xác định kích thước nè. Sau khi mà ba mặt phẳng chiếu đã có hình chiếu rồi, người ta sẽ mở ba mặt phẳng chiếu này ra. Đối với khi vẽ ba hình chiếu á, thì chúng ba hình chiếu của vật thể thì cái phần đường bao của hình mặt phẳng chiếu người ta không vẽ nha. Đường bao không vẽ nên cái bản vẽ sẽ được vẽ giống như hình 4.3. Bản vẽ của hình hộp chữ nhật sẽ vẽ như hình 4.3. Các em hãy dựa vào hình 4.3 để điền vào bảng 4.1. Hỏi hình số 1 là hình chiếu gì, hình dạng, kích thước. Phần này để biết được thì các em sẽ dựa vào phần vị trí của các hình chiếu á, bài số 2 á. Hồi nãy chúng ta có nhắc phần trả bài cũ á, thì vị trí hình số 1 sẽ là hình chiếu đứng. Hình dạng là hình chữ nhật. Kích thước thì người ta ghi nè, A và H, hoặc có thể nhìn qua bên hình 4.2 các em thấy nè, hình chiếu đứng hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là A và H. Hình số 2, dựa vào vị trí thì các em xác định nó là hình chiếu bằng, hình dạng cũng là hình chữ nhật, kích thước là A và B. Hình số 3, hình dạng là hình chiếu là hình chiếu cạnh, hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là B và H. Rồi lưu ý nè, lưu ý đối với khi vẽ hình chiếu thì mỗi kích thước chỉ ghi biểu diễn một lần. Ví như đối với hình chiếu bằng cũng có kích thước chiều dài A, tuy nhiên do đã biểu diễn ở hình chiếu đứng nên ở hình chiếu bằng không biểu diễn nữa ha. Mỗi kích thước chỉ biểu diễn một lần. Ví như là hình chiếu cạnh nè, có kích thước H, tuy nhiên do ở hình chiếu đứng đã biểu diễn rồi thì hình chiếu cạnh không biểu diễn nữa. Mỗi kích thước biểu diễn một lần. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là hình lăn trụ đều. Thế nào là hình lăn trụ đều? Cô mời các em quan sát. Đây là hình lăn trụ đều. Hình này được bao bọc bởi mấy mặt đáy các em? Có hai mặt đáy. Và đáy trong trường hợp này là hình tam giác đều. Và hai hình tam giác đều này sẽ bằng nhau, hai đáy bằng nhau. Xung quanh là ba hình, ba mặt bên là ba hình chữ nhật và cũng sẽ bằng nhau. Sẽ có trường hợp hình lăn trụ đều có đáy là hình tứ giác đều và xung quanh là bốn hình chữ nhật bằng nhau. Rồi, hoặc trường hợp đấy là hai hình lục giác đều bằng nhau và xung quanh là sáu mặt bên là hình chữ nhật bằng nhau. Vậy thì lăn trụ đều đấy có thể là tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều, lục giác đều, nên gọi chung là đa giác đều. Vậy thì khái niệm của lăn trụ đều là hình được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. Chúng ta tìm hiểu về hình chiếu của lăn trụ đều. Chúng ta vẫn tuân theo trục kích thước nè. A theo trục này vẫn là chiều dài và chiều dài cạnh đáy. H vẫn là kích thước là chiều cao. Và B lúc này không là chiều rộng nữa nha. B các em lưu ý nè. B lúc này là đường thẳng người ta hạ từ đỉnh của tam giác đều xuống cạnh đối diện, do đó hạ vuông góc, do đó B sẽ là chiều cao cạnh đáy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba hình chiếu các em nhìn nè. Hướng chiếu A
Hướng chiếu A nhìn từ trước tới sẽ có hình dạng là hình chữ nhật. Hướng chiếu B nhìn từ trên xuống em sẽ thấy đường mặt đáy. Đáy của nó là hình tam giác đều. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang em sẽ thấy là hình chữ nhật. Sau khi mà có ba hình chiếu rồi thì người ta sẽ mở ba mặt phẳng chiếu này ra. Và tương tự, khi vẽ hình chiếu thì cái đường bao của mặt phẳng chiếu người ta vẫn không vẽ nè. Đường bao là cái đường này nè. Người ta sẽ không vẽ nha. Vậy thì bản vẽ hình chiếu của hình lăn trụ đều là hình 4.5 là bản vẽ hoàn chỉnh rồi đó. Các em sẽ nhìn hình 4.5 để điền vào bản 4.2. Hình số 1 là hình chiếu. Hình số 2 là hình chiếu bằng, hình dạng lưu ý là tam giác đều nha, kích thước A và B. Hình số 3 là hình chiếu cạnh, hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là B và H. Lưu ý khi vẽ hình chiếu thì khoảng cách từ chiếu đứng đến hình chiếu bằng, bằng với khoảng cách từ chiếu đứng với hình chiếu cạnh. Trường hợp nếu chúng ta vẽ hình chiếu thì các kích thước bằng nhau, các em phải vẽ kích thước như nhau. Ví dụ như A. A là đoạn thẳng vẽ bao nhiêu ô thì xuống dưới hình chiếu bằng cũng vẽ cùng một kích thước. Tìm hiểu nội dung tiếp theo là hình chóp. Thế nào là hình chóp đều? Cô mời các em quan sát hình 4.6. Đây là hình chóp. Là hình được bao bởi mấy đáy các em? Có một đáy ha. Có một đáy và trong trường hợp này đáy là hình tứ giác đều. Và xung quanh là hình tam giác cân. Và bốn hình tam giác cân này bằng nhau có chung đỉnh. A là giải thích, A là chiều dài, H là chiều cao của hình chóp. Sẽ có trường hợp hình chóp mà có đáy là hình tam giác đều thì xung quanh của nó sẽ là ba hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Trường hợp tiếp theo, đáy là ngũ giác đều, vậy thì sẽ có năm mặt bên là năm hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Hoặc đáy là lục giác đều, vậy thì đáy của chóp đều có thể là tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều, lục giác đều, nên gọi chung là đa giác đều. Vậy thì hình chóp đều là hình được bao bởi mặt đáy là hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Tìm hiểu về hình chiếu. Vẫn gọi kích thước nè, vẫn tuân theo trục kích thước nè. A theo trục này là trục chiều dài, H là trục chiều cao. Vậy thì để vẽ hình chiếu đứng của hình chóp, chúng ta chiếu hướng chiếu từ trước tới, em sẽ thấy được mặt phía trước đây là hình tam giác cân có màu đỏ. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang, em sẽ thấy được mặt bên là hình tam giác cân và có màu xanh. Nhìn hình chiếu bằng, nhìn từ trên xuống, em sẽ thấy được cái mặt đáy. Đáy nè các em. Và đáy hồi nãy mình nói là hình gì? Hình tứ giác đều. Tứ giác đều là hình vuông ha. Và nhìn từ trên xuống thì hai cái cạnh này nè. Do cái cạnh nè, do đó sẽ tạo thành đường chéo thứ nhất. Tiếp tục đường phía trên đây. Đường phía trên đây tạo thành cái đường chéo thứ hai. Do đó hình chiếu bằng của hình chóp đều thì chúng ta thấy là hình vuông và có hai đường chéo đó. Các em quan sát hình 4.7 để hoàn thành bản 4.3. Số 1 là hình chiếu. Hình dạng kích thước. Hình số 2. Lưu ý với hình trụ hoặc hình chóp thì người ta có thể biểu diễn hai hình chiếu để thể hiện
mặt bên với chiều cao, một hình chiếu thì thể hiện hình dạng kích thước đấy. Bài tập ở bài số 4. Cho vật thể ABC bảng vẽ 1, 2, 3, đánh dấu vào bảng địa chỉ sự tương quan giữa vật thể với bảng vẽ. Thì phần này cô sẽ cho các em làm bài tập ở trên cái trang trên trang lớp học ha, nên ở trên clip này cô không có sửa. Các em xem trước và làm ha. Tiếp sau cô sẽ cho lớp làm để kiểm tra cái mức độ hiểu bài của các em. Rồi cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo, bài 3 và bài 5.